Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Kim Jong-un sẽ cải cách. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn, Quang Trương trình bày. Thưa quý vị, nhà độc tài trẻ tuổi của Bắc Hàn thường được cho là luôn đúng và không có chuyện ông này nhận sai. Tuy nhiên, khi mà Kim Jong-un tuyên bố vào tháng trước rằng đảng công nhân cầm quyền của Bắc Hàn sẽ triệu tập đại hội lần thứ 8 vào tháng Giêng của năm 2021, ông cũng thừa nhận rằng chiến lược kinh tế hiện tại của chế độ đang không hoạt động. Do đó, đảng sẽ thông qua kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc gia mới khi họp vào năm tới. Ở một khía cạnh nào đó thì đây là một tín hiệu đầy hy vọng, bởi vì việc thừa nhận thất bại một cách thực dụng như vậy là hiếm khi xảy ra đối với lại truyền thống của các nhà lãnh đạo họ Kim. Tuy nhiên, thông báo mặt khác thì có thể thấy dấu hiệu chiều sâu của những rắc rối kinh tế của đất nước. Và đó là một dấu hiệu mang tính biểu tượng, cho thấy rằng Bình Nhưỡng đã phải búi mặt thừa nhận và đã phải thay đổi, bởi nền kinh tế đi xuống có một cách đáng ngại trong vài năm qua. Cộng thêm cuộc suy thoái toàn cầu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang đặt ra thêm khó khăn thách thức. Và tất nhiên, Kim Jong-un không phải lo lắng về việc cạnh tranh trong các cuộc bầu cử. Nhưng giống như tất cả các nhà độc tài thì ông vẫn phải tìm cách duy trì một số mức độ ủng hộ từ dân chúng. Và ông đã phải đặt ra rất nhiều tín nhiệm vào lời hứa cải thiện mức sống của người dân Bắc Hàn. Và trong bài phát biểu về chính sách lớn đầu tiên của mình sau khi lên nắm quyền vào đầu năm 2012, thì ông Un đã thề rằng người dân của mình sẽ không bao giờ phải thắt lưng buộc bụng nữa. Thật vậy, trong vài năm sau đó thì dữ liệu có sẵn cho thấy rằng nền kinh tế của Bắc Hàn tăng trưởng đáng kể, mặc dù từ mức thấp và chủ yếu là do thương mại với lại Trung Cộng gia tăng đáng kể, và ông Kim vẫn sẵn sàng cho phép tiếp tục tăng trưởng trong nền kinh tế thị trường của đất nước. Thế nhưng giờ đây, các vấn đề dường như là đang đi theo hướng thụt lùi, và đầu tiên là các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm khắc được áp đặt vào năm 2016 và năm 2017 để đáp trả lại các vụ thử vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn. Tiếp theo đó là các biện pháp gần đây của Bình Nhưỡng để bảo vệ đất nước khỏi Covid-19, bao gồm cả việc đóng cửa biên giới với lại Trung Cộng, đã làm tăng thêm thiệt hại. Và chỉ trong nửa đầu năm thì thương mại với Trung Cộng đã giảm mạnh đến 67% so với lại cùng kỳ của năm 2019, và sau khi đã giảm một thời gian trước đó. Bắc Hàn dường như cũng đang gặp khó khăn khi mà hoàn thành các dự án xây dựng có uy tín quan trọng, chẳng hạn như là Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng mới. Chế độ chắc chắn sẽ sử dụng những cơn bão gần đây đổ bộ vào đất nước như là một cái cớ, nhưng thực tế là một số dự án trong số này đã bị trì hoãn. Ngay cả nhà máy phân bón nơi mà ông Kim đã trở lại và ra mắt công chúng sau một thời gian dài, được cho là đang gặp khó khăn trong việc mua thiết bị cần thiết. Và những liên doanh như vậy mang một tầm quan trọng biểu tượng cho các mục đích tuyên truyền, bởi chúng là cái cớ để mà ông Kim gửi thông điệp đến người dân rằng nhà nước đang tiến bộ và đang tìm cách cải thiện cuộc sống hàng ngày của mọi người. Mặc dù đại đa số người dân của Bắc Hàn sẽ không bao giờ trực tiếp nhìn thấy những dự án cao cấp này, nhưng đại ý là một ngày nào đó thì họ hoặc là con cái của họ có thể được hưởng lợi từ thành quả đầu tư chăm sóc của nhà nước. Với hàng loạt vấn đề khó khăn này thì sự thay đổi trong tham vọng kinh tế dường như là một điều bắt buộc. Chiến lược 5 năm cuối cùng của Bắc Hàn về phát triển kinh tế được công bố vào năm 2016, và các mục tiêu chính của nó tập trung vào việc đa dạng hóa các đối tác thương mại của nước này để mà nước này ít phụ thuộc hơn vào Trung Cộng. Theo các tài liệu bị rò rỉ mà báo Mainichi của Nhật Bản từng có được và loan tin, thì Kim Jong-un đã cũng nhắm đến một mục tiêu tăng trưởng cụ thể về số lượng. Nhưng rõ ràng qua 5 năm thì có thể thấy rằng Bình Nhưỡng đã thất bại trên cả hai phương diện. Trong khi Bắc Hàn thường được miêu tả là một nền kinh tế chỉ huy theo chế độ của Stalin, thực tế phức tạp hơn nhiều. Trong những năm 1990 thì đất nước phải hứng chịu một nạn đói kinh hoàng do quản lý kinh tế yếu kém, giảm quy mô trợ cấp từ Trung Cộng và sự sụp đổ của Liên Xô là một trong những nhà hảo tâm chính của Bình Nhưỡng. Ước tính có khoảng 600.000 đến 1 triệu người đã bị thiệt mạng trong cái mà người Bắc Hàn gọi là tháng ba gian khổ. Nền kinh tế cộng sản của đất nước lúc đó về cơ bản đã bị sụp đổ và các chợ tư nhân đã mọc lên thế chỗ. Và cuối cùng, phát triển để cung cấp nhiều mặt hàng cho người dân Bắc Hàn, từ thực phẩm thiết yếu cho đến những hàng tiêu dùng tương đối cao cấp. Lúc đầu, nhà nước cố gắng đàn áp những thị trường này,
nhưng sau đó bắt đầu chấp nhận chúng. Dưới thời của Kim thì phạm vi và quy mô của các thị trường tăng lên và nhà nước tiếp tục đưa các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp hoặc là phi chính thức trước đây vào khuôn khổ kinh tế chính thức. Mặc dù về mặt kỹ thuật thì tài sản tư nhân cũng không tồn tại. Song các khoản đầu tư tư nhân và giao dịch bất động sản hiện nay ít nhiều diễn ra theo kiểu chính thức, mặc dù vẫn chưa có bất kỳ một quy định pháp luật có ý nghĩa nào. Nói một cách khác, phần lớn thì sự cải thiện kinh tế gần đây của Bắc Hàn là kết quả của việc các nhà chức trách đã nới lỏng nền kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì chế độ muốn tăng doanh thu cho chính mình, cấp bách hơn là muốn thấy được sự tăng trưởng kinh tế chung. Gần đây, chính quyền áp thuế và phí tiện ích cao hơn, cũng như là phạt tiền đối với lại các doanh nghiệp nhỏ không hợp lệ. Việc thắt chặt kiểm soát đối với lại một số khía cạnh của kinh tế tư nhân theo cách này là thiển cận, nhưng lại có lợi từ quan điểm của chế độ cầm quyền. Và cuối cùng, các biện pháp cải cách chỉ cho phép khu vực tư nhân đóng một vai trò lớn hơn một chút so với lại rủi ro đối với lại chế độ ở Bình Nhưỡng. Và mô hình chính trị tập trung xung quanh một nhà lãnh đạo độc tài và bất kỳ dấu hiệu nào về các trung tâm quyền lực thay thế, thách thức sự cai trị của Kim đều được đáp ứng toàn lực. Và cuộc thanh trừng công khai và vụ hành quyết sau đó đối với lại chú của Kim, đó là Jang Song-taek vào năm 2013, đã minh họa điều này một cách rõ ràng, không thể chối cãi. Không có gì cho ta thấy rằng cách lãnh đạo của Kim đang hay là sẽ thay đổi. Do đó thì các kế hoạch kinh tế mới có lẽ cũng sẽ chỉ là những mối lỏng lẻo, nhỏ lẻ, rải rác, chứ không có hy vọng cho các cuộc cải cách kinh tế sâu rộng. Và các chi tiết cụ thể có lẽ sẽ phụ thuộc một phần vào sự phát triển trong mối quan hệ của Bắc Hàn với lại Trung Cộng, Nam Hàn và đặc biệt là Hoa Kỳ từ nay cho tới đến tháng Giêng của năm tới. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì chắc hẳn kế hoạch của Kim sẽ thiên về kiểm soát thiệt hại hơn là thực sự cải cách và hướng tới tương lai. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Kim Jong-un sẽ cải cách. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn, Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.